Trong 10 năm qua, thị trường chip di động đang dần trở nên phi tập trung và nạn nhân lớn nhất của sự thay đổi này chính là quan căm. Ở thời kỳ đỉnh cao, quan căm gần như chiếm tới 70% thị phần Android nhưng đến nay đã giảm xuống còn khoảng 25%. Vậy quan căm đã thống trị thị trường Android như thế nào? Và làm thế nào mà họ lại đánh mất dần thị phần của mình? Sở nắp đô gia gân 810 và sở nắp đô gia 888 con chip nào nóng hơn? Trong tất cả các nhà sản xuất chip, Qualcomm là hãng theo sát sự phát triển của smartphone nhanh nhất thời bấy giờ. Khi City cấp ra mắt iPhone vào tháng 1 năm 2007, đến cuối năm đó Qualcomm đã giới thiệu Snapdragon S1. Chỉ vài tháng sau, HTC Dozin đã sử dụng con chip này, trở thành chiếc điện thoại Android đầu tiên trên thế giới. Trong vài năm tiếp theo, Qualcomm và Android cùng phát triển, Snapdragon cũng trở thành con chip không thể thiếu trên điện thoại Android. Các thương hiệu như HTC, Sony, Oppo đều gia nhập hệ sinh thái này. Cho đến năm 2011, Quan Cam chào đón một khách hàng quan trọng, Xiaomi. Vào cuối năm 2011, Lôi Quân mang đến chiếc điện thoại Xiaomi đầu tiên, sản phẩm được nghiên cứu và phát triển trong một năm rưỡi. Với chiến lược marketing độc đáo trên Internet, Xiaomi đã cho các đối thủ thấy thế nào là tiếp thị trực tuyến. Dù là một thương hiệu mới, không thể giành quyền ra mắt Snapdragon S3 đầu tiên, nhưng Xiaomi đã chọn một hướng đi khác. Ra mắt chiếc smartphone đầu tiên có vi xử lý lõi kép 1,5GHz khi các hãng khác vẫn đang dừng ở 1,2GHz. Con số 1,5GHz của Xiaomi thực sự tạo ra sức hút, họ cũng xây dựng được hình ảnh sinh ra dành cho người đam mê công nghệ. Dù Xiaomi lúc đó rất khó mua, nhưng cuối cùng Xiaomi 1 và 1S vẫn đạt danh số 7,8 triệu chiếc. Đối với một thương hiệu mới, đạt được con số này ngay từ sản phẩm đầu tiên là điều không ai ngờ tới. Cả Xiaomi, so Lôi Quân và Quân Cam cũng không? Kết quả là năm sau, Quân Cam đã trao quyền ra mắt sở nắp đầu ra gần S4 Prozo cho Xiaomi. So Đây là con chip 28 nanomet đầu tiên trên thế giới, có 4 nhân xử lý và mức giá khoảng 280 đô la Mỹ, khoảng 6 triệu đồng, khiến Xiaomi so 2 tiếp tục bùng nổ, tổng doanh số của Xiaomi so 2C đạt 14 triệu chiếc, gấp đôi thế hệ trước. Somi rất hài lòng và tất nhiên quân cam cũng vậy. Trong khi đó, các đối thủ của quân cam dần lụi tàn. Trong kỷ nguyên điện thoại phổ thông, đối thủ lớn nhất của quân cam chính là Texas Instruments. Khi mà chip của Texas Instruments gần như là tiêu chuẩn trên các dòng máy Nokia. Nhưng vào năm 2007, hai sự kiện đã thay đổi số phận của Texas Instruments. Sự kiện đầu tiên là Nokia bắt đầu thực hiện chiến lược đa nhà cung cấp, cho phép Infineon và STMicroelectronics trở thành nhà cung cấp chip, hai hãng này có mức giá rất thấp, khiến Texas Instruments mất đi một phần lớn đơn đặt hàng. Sự kiện thứ hai là sự bùng nổ của smartphone. Texas Instruments không thể phát triển chip Bayband, chip quản lý sóng di động, vì vậy họ cũng không thể thành công trong mảng chip smartphone và không kiếm được tiền. Không có chip Bayben và lại phụ thuộc quá nhiều vào Nokia, Texas Instruments không còn tương lai. Cuối cùng, họ quyết định rút khỏi thị trường chip di động. Giờ đây, có lẽ ít ai còn nhớ rằng Texas Insi Inciter... Zaman từng sản xuất chip cho điện thoại, còn về phía MediaTek, lúc đó họ vẫn đang phát triển một cách thầm lặng, dù cũng đã làm ra chip cho smartphone, nhưng thị trường vẫn coi họ là thương hiệu dành cho điện thoại giá rẻ, không thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho Qualcomm. Ở giai đoạn này, quan tâm toàn quét thị trường Android chiếm gần 70% thị phần và có hàng loạt khách hàng trung thành như LG, Sony, Xiaomi. Sau khi đạt được vị thế thống trị, quan tâm bắt đầu nhìn lại và quyết định quy hoạch lại dòng sản phẩm của mình. Tại sao lại phải làm như vậy? Trong 5 năm phát triển của smartphone, hầu hết các thương hiệu đều tăng trưởng một cách hỗn loạn, không có chiến lược sản phẩm rõ ràng, quan tâm cũng chỉ tập trung vào việc phát triển mà không có hệ thống hợp lý, dòng chip của họ quá phức tạp, thiếu sự phân cấp rõ ràng, thậm chí một số tên mã chip còn khó đọc đến mức làm người ta phát bực. Khi đã chiếm ưu thế tuyệt đối, Quan Căm cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để định vị lại sản phẩm của mình. Năm 2013, Quan Căm chính thức áp dụng hệ thống đặt tên sở nắp đơ ra gân cộng số. Các dòng 200, 400, 600, 800 ra đời. Từ cách đặt tên này, có thể thấy dòng 800 được định vị là chiếc cao cấp. Đồng thời, Snapdragon 800 cũng được tạo ra để cạnh tranh trực tiếp với dòng chip ACG của Apple. Kể từ khi Apple ra mắt chip A4 vào năm 2010, họ liên tục nâng cấp dòng sản phẩm này. A4 sử dụng kiến trúc mua sẵn, nhưng đến A6, Apple chỉ mua bản quyền tập lệnh và tự phát triển kiến trúc riêng khi ra mắt A7. Còn chip này có hiệu năng cực kỳ ấn tượng tạo ra áp lực khổng lồ cho quan cam. A7 là bộ vi xử lý đầu tiên trên thế giới sử dụng kiến trúc 64 bit, chứa hơn 1 tỷ bóng bán dẫn và khả năng xử lý đồ hóa mạnh hơn 56 lần so với iPhone đời đầu. Với sức mạnh khủng khiếp này, quan cam chắc chắn không thể không lo lắng hiệu năng mạnh mẽ như thế này, nói quan cam không lo lắng là giả. Năm 2014, quan cam cũng ra mắt bộ vi xử lý đầu tiên sử dụng kiến trúc 64 bit, còn chip huyền thoại Snapdragon 810, nhưng ngày nay, chúng ta thường gọi nó là Hỏa Long 810, sự ra đời của Hỏa Long 810 là một dấu mốc đậm nét trong lịch sử phát triển của quan cam. TMC quảng bá tiến trình 20 nanomet của họ với tuyên bố hiệu suất tăng 30% và tiêu thụ điện năng giảm 20%, nhưng thực tế thì sao? Nhiệt độ quá cao khiến tất cả mọi người đều thất vọng, chỉ cần vài phút sử dụng, điện thoại đã quá nóng, nếu nhẹ thì giảm sung, nếu nặng thì treo máy ngay lập tức. Trong số năm nhà sản xuất lớn toàn cầu lúc đó, chỉ có Samsung may mắn tránh được hố sâu này vì một phần dòng máy cao cấp của họ sử dụng chip tự sản xuất, còn LG, Sony, Motorola và STC đều gặp hạn nặng, thậm chí còn gián tiếp khiến các hãng này nhanh chóng suy yếu và dần biến mất khỏi thị trường trong những năm tiếp theo. Ngay cả đối tác quan trọng nhất của quan tâm, Xiaomi, năm đó cũng không dám sử dụng Snapdragon 810 trên diện rộng, chỉ có phiên bản cao cấp nhất của Mi Note dùng con chip này, còn các mẫu khác hoặc sử dụng Snapdragon 801 đời cũ, hoặc chuyển sang chip của MediaTek. Quan cam vốn dĩ định dùng sở nắp đơ ra gần 810 để cạnh tranh với Apple nhưng cuối cùng lại tự làm gãy tay mình và người vui mừng nhất đương nhiên là đối thủ. Samsung S6 được trang bị chip Exynos bán chạy như tôm tươi với tỷ suất lợi nhuận gần ngang ngửa Apple, Huawei Mate 7 với Kirin 925 cũng bùng nổ doanh số. Trong hơn một năm sau đó, Huawei liên tục tung ra Kirin 930, 935 và 950. Đặc biệt, Kirin 950 là một con chip thần thánh, hiệu năng mạnh mẽ, tiết kiệm điện, điểm ăn tu tu vượt 80.000. Sự thành công liên tiếp của các dòng chip này đã giúp Huawei vững bước trên con đường chinh phục phân khúc cao cấp, đồng thời khiến quan tâm dần mất đi Huawei với tư cách khách hàng lớn. Còn về phía Mediatek, họ đã nắm bắt cơ hội từ thất bại của Snapdragon 810, nhưng lại không tận dụng được trọn vẹn. Dù Helio X10 cho trải nghiệm tốt hơn hỏa long 810, nhưng Mediatek lại quá vội vàng. Năm sau, họ tung ra Helio X20, con chip mùi nhân đầu tiên trên thế giới, với tham vọng sử dụng toàn bộ mùi nhân để áp đảo Snapdragon 820, nhưng kết quả là gì? khai 20 rơi vào tình trạng một nhân gặp nạn, chín nhân đứng nhìn phần lớn thời gian chỉ có một nhân hoạt động trong khi chín nhân còn lại chỉ giám sát, khiến điện thoại càng dùng càng nóng, và thế là MediaTek cũng sở hữu một con hỏa long của riêng mình. Xiaomi và STC hoảng sợ đến mức vội vàng hủy đơn hàng, không dám sử dụng nữa. Kể từ đó, nhiều năm liền MediaTek vẫn chưa thể vực dậy. Chi tiết về câu chuyện này, tôi sẽ làm riêng một video nói về nó. Quay lại với quan tâm, sau thất bại nặng nề với Hỏa Long 810, họ cần gấp rút lật ngược tình thế và giành lại thị phần đã mất. Vì vậy, họ nhanh chóng ra mắt con chip tiếp theo, Snapdragon 820 xuất hiện vào năm 2015, nhưng lần này, quan tâm không nhờ TSMC gia công mà chuyển sang Samsung, một lựa chọn rẻ hơn. Không rõ là do quấn cam tối ưu tốt hay do năng lực sản xuất của Samsung thực sự mạnh, nhưng Snapdragon 820 không chỉ có hiệu năng được cải thiện mà còn kiểm soát nhiệt độ rất tốt. Lần này, người vui mừng chính là quân căm, còn kẻ buồn bã lại là Somi bởi vì họ mất quyền ra mắt đầu tiên con chip này. Vậy ai là người có được quyền đó? Chính là Lê TV. Khi Quan căm gặp khó khăn với hỏa long 810, sâu mi đã không ra tay cứu giúp. Điều này còn có thể chấp nhận được, nhưng sau đó, Somi lại thả thỉnh với NVDA, thậm chí còn sử dụng chip của ông hoàng ảo ra trên Mi 3, điều này khiến quan căm không thể chịu nổi. Vì vậy, họ tước đi quyền ra mắt đầu tiên của Somi và định trao nó cho Oppo hoặc Vivo, nhưng vào thời điểm đó, cả hai hãng này đều trung thành với các con chip tầm trung và không hứng thú với flagship của quan căm. Khi quan căm lại hoay tìm đối tác, là TV bất ngờ nổi lên như một làn gió mới. Chỉ trong hơn một năm, LeTV đã ra mắt 10 mẫu điện thoại với tổng doanh số đạt 20 triệu chiếc với tầm ảnh hưởng ngày càng lớn. Giả dự định hoàn toàn có thể thay thế lôi quân để giành lấy quyền ưu tiên từ quân cam. Vì vậy, cả sở nắp đô gia gân 810 và 820 đều được giao cho LeTV làm sản phẩm ra mắt đầu tiên. Nhưng đáng tiếc, LeTV chỉ là một hiện tượng thoáng qua. Cuối cùng, giả dự đình trốn sang Mỹ, còn Lê TV sụp đổ, một đối tác không đáng tin cậy. Dù vậy, quân Cam vẫn thành công thoát khỏi hố sâu của Hỏa Long 810, sau đó, họ lần lượt ra mắt Snapdragon Dragon 835 và 845 với hiệu năng không ngừng được cải thiện. Đặc biệt, Snapdragon Dragon 835 có ý nghĩa đột phá với quân Cam, đánh dấu sự kết thúc của chiến lược CPU tùy chỉnh và chuyển sang sử dụng CPU của ARM. Năm đó cũng chứng kiến sự ra đời của nhiều mẫu điện thoại huyền thoại như Samsung Galaxy S8 CG, OnePlus 5 và đặc biệt là chiếc máy cây sâu Mimi 6. Somi cũng giành lại quyền giá mắt đầu tiên Snapdragon 835, nhưng do nguồn hàng khan hiếm và thiếu thiết kế màn hình tràn viền, doanh số không được như mong đợi. Sau thất bại của Lê TV, Quan Cam và Somi lại bắt tay làm hòa. Về phía đối thủ, MediaTek vẫn đang loay hơi tìm đường sống. Huawei với dòng Kirin đã vươn lên, nhưng vì là chip tự cung tự cấp nên không bán ra cho các hãng khác, còn Quan Cam, họ tiếp tục ngồi trên ngai vàng của mình, vững vàng với vị thế ông lớn số 1 trong làng chip di động. MediaTek vẫn đang chật vật còn kỳ dinh của Huawei thì đã vươn lên, nhưng may mắn là chip của Huawei chỉ tự cung tự cấp, không cung cấp cho các hãng khác, quan tâm cứ tiếp tục làm ông trùm của mình là được. Thời gian bước sang năm 2019, mọi thứ lại thay đổi, không hoàng một lần nữa đến với quân cam. Năm 2019 là một năm thu hoạch đối với quân cam, một mặt, họ đã hòa giải vụ kiện với Apple, không chỉ nhận được khoản tiền khổng lồ 4,5 tỷ đô la Mỹ từ Apple, mà còn ký hợp đồng cung cấp chip modem kéo dài 6 năm. Mặt khác, Năm 2019 cũng là năm đầu tiên 5G được thương mại hóa và quan Cam là công ty đầu tiên triển khai chip 5G, giúp họ hưởng lợi trước tiên. Dĩ nhiên, Huawei cũng tham gia cuộc chơi. Lúc đó, trên mạng tranh cái này lửa về việc Huawei hay quan Cam mới là kẻ thống lĩnh ngành. Điểm bị chỉ trích nhiều nhất của quan Cam là sở nắp đơ ra gần 855 sử dụng modem rời, trong khi chip của Huawei thì tích hợp modem 5G. Người ta nói quan Cam yếu kém về công nghệ, nhưng họ đã nhanh chóng đáp trả bằng hành động. Năm sau đó, họ tung ra sở nắp đơ ra gần 760 với modem 5G tích hợp tuy nhiên, huế lúc này chẳng còn thời gian để ý đến quân cam nữa, vì họ đang bận chiến đấu với mỹ. nhưng khi huế không có thời gian, thì mi Tết lại có. sau nhiều năm âm thầm chuẩn bị, cuối cùng mi Tết cũng đợi được thời cơ của năm ghi. Thất bại của Helio X20 trước đó đã khiến MediaTek tổn thất nặng nề, buộc họ phải giữ vững thị phần ở phân khúc trung và thấp cấp. Đồng thời, họ đầu tư hàng trăm tỷ vào nghiên cứu và đặt cược vào chip 5G, nỗ lực không phụ lòng người. Dòng Dimensity ra đời đã khắc phục mọi vấn đề trước đây. Dimensity 1000 Plus đánh bại Snapdragon Dragon 76 năm hoàn toàn, buộc quan tâm phải nhìn lại đối thủ này. Năm 2021, sau khi suy nghĩ nghiêm túc, Quan Cam tung ra át chủ bài Snapdragon 888 với tiến trình 5 nm của Samsung, một lõi siêu lớn, ba lõi hiệu năng, bốn lõi tiết kiệm năng lượng, thông số trên giấy rất đẹp, nhưng thực tế sử dụng lại gặp hàng loạt vấn đề như quá nhiệt, tụt pin, giảm khung hình và hạ sung, hỏa long lại một lần nữa xuất hiện. Sony LG, STC đã không còn, và Xiaomi trở thành nạn nhân lớn nhất của sở nắp Dragon 888. Chiếc Xiaomi 11 là một trong số ít điện thoại giản kêu bảo vệ chip, nhưng sở nắp Dragon 888 nóng đến mức lan chảy cả lớp keo, dẫn đến lỗi Wi-Fi và cháy bo mạch trên diện rộng. Một chiếc điện thoại giàu 4.000 tệ, khoảng 14 triệu Việt Nam đồng gặp lỗi nghiêm trọng như vậy. Chắc hẳn lôi quân đau lòng lắm. Cuối cùng, doanh số Xiaomi 11 chỉ đạt 3 triệu chiếc. Nói đến đây, tôi cũng là một trong những nạn nhân. Đang chơi điện thoại thì WiFi đột nhiên mất. Tôi còn tưởng là giúp tôi nhà mình bị hỏng. Về lý do tại sao Snapdragon 888 lại quá nóng, có người cho rằng đó là do vấn đề trong quy trình sản xuất của Samsung, mặc dù được quảng cáo là 5 nm nhưng thực chất không đạt tiêu chuẩn 5 nm cộng thêm hiện tượng gió điện khiến mức tiêu thụ năng lượng của chip tăng cao. Cũng có ý kiến cho rằng nguyên nhân là do quan cam đã ép sung GPU quá mức, tóm lại, con chip này đã làm khổ không ít khách hàng. Các hãng điện thoại phải tìm mọi cách để hạ nhiệt cho con hỏa long này. Samsung chọn cách giảm sung nhịp khi không thể kiểm soát nhiệt độ. Xiaomi thì phát triển quạt tản nhiệt rời. Zmagic thậm chí còn trang bị hẳn quạt gió tích hợp trên điện thoại. Sau sự cổ lớn như vậy, quan tâm tất nhiên phải tìm cách khắc phục, nên họ tung ra sở nắp đưa ra gần 8 gen 1. Nhưng kết quả cũng chẳng khá hơn là bao. Vấn đề tiêu thụ điện năng cao và tụt pin nhanh vẫn chưa được giải quyết. Nhiệt độ cao nhất có thể vượt qua 60 độ, khiến cả các hãng điện thoại lẫn người tiêu dùng đều không còn mặn mà. Đừng nói đến việc so sánh với Apple A15, ngay cả khi đặt

Dòng Dimensity 9000 của MediaTek sử dụng tiến trình 4 nanomet của TSMC, không chỉ có hiệu suất cao hơn 8 gen 1 mà còn tiết kiệm điện hơn. Sau đó, dòng Dimensity 9200 ra mắt, với công suất tiêu thụ ở mức hiệu năng đỉnh chỉ bằng 73% so với sở nạp đờ ra gần 8 gen 2, một lần nữa vượt qua quan cam. Không chỉ đạt được những bước đột phá ở phần khúc cao cấp, Mediatek còn thực hiện một cuộc vượt mặt toàn diện. Kể từ năm 2020, Mediatek đã giữ vị trí nhà cung cấp chip di động lớn nhất thế giới trong 4 năm liên tiếp. Hiện tại, thị phần của họ đã đạt 39% trong khi quan tâm tụt xuống còn 25%. Ba khách hàng lớn nhất của MediaTek lần lượt là Xiaomi, Samsung và Oppo. Đúng vậy, Xiaomi chính là khách hàng lớn nhất của MediaTek và Xiaomi 12 Pro dầu cũng sử dụng Dimensity 9000 Plus. Ngày nay, quan tâm vẫn là biểu tượng của chip cao cấp, nhưng họ không còn là lựa chọn duy nhất nữa. Sau hai sự cố lớn với Snapdragon 810 và 888, hình ảnh của quân căm có thể chưa đến mức rất đài, nhưng chắc chắn đã suy giảm đáng kể. Điều quan trọng hơn là các đối thủ cạnh tranh của họ cũng ngày càng mạnh mẽ. Mediatek, sau bao lần thăng trầm, cuối cùng đã chứng minh được vị thế của mình với dòng Dimensity. Huawei cũng vậy, bất kể mọi người có ý kiến thế nào về công ty hay điện thoại của họ, thì không thể phủ nhận rằng họ làm chip rất tốt. Nền công nghệ là như vậy, không ai có thể mãi đứng trên đỉnh cao, chỉ một sai lầm cũng có thể khiến họ bị đối thủ vượt mặt trên đường đua này, từ quan cam, Mediatek Đế đến cả Apple, ai cũng phải bước đi cẩn thận, vì chỉ cần sơ suất một lần, họ có thể ngã xuống rãnh nước và không bao giờ đứng dậy được nữa.